Cửa hàng Nhân Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Em này đến từ nhãn hiệu của Shindawa, mã số của em này là 2035 SE nha mọi người. Mẫu hệ đời mới 4 số nhá. Thích hợp cho anh em sử dụng trang mảng gia đình, vườn nhà, vừa tầm vừa tay ha. Đó, đời mới lên là đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn này, núm bơm xăng e tự động, thắng xích đầy đủ nha mọi người. Nói chung là không thiếu một chức năng gì nha anh em nhá. Đó. Mẫu này thì trọng lượng của nó khoảng 4,5 kg nha anh em. Mã lực là 35,2cc nhá. Đó, thích hợp anh em xài gia đình ha. Rồi, lam của này thì sử dụng lam tổng độ dài là 40 mà các cây là 35cm, xích chân 25 nhá mọi người. Lam xích rất đẹp này, các đầu rãnh là chưa dập chưa tè này và nhãn hiệu còn nguyên trên cái lam này anh em nhá. Shindawa. Đó, xích này thì bên cửa hàng cũng đã rúa sẵn rồi, về anh em chỉ việc cắt thôi nhá mọi người. Đó, hai ốp chân lam nhá, vận trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích của em này nằm tại má ốp lam này, rất là thuận tiện anh em chỉ việc lưới lỏng hai ốc người ra này. Mình thò vít ở mình tăng giảm xích tại má ốp nha mọi người. Đó, bên phía mặt má ốp lam anh em thấy không? Tem nhãn hiệu mạc vẫn còn này, rất là đẹp nha anh em. Đó, bên này lam xích là mới keng này. Đó. Mặt đằng sau này, các tem hướng dẫn sử dụng này, tem thương hiệu Echo này, đây là tem gọi là thương hiệu nhãn hiệu ha. Đó, và đây là tem mã hiệu xích này. Đó, và mã số seri của máy nằm đằng sau này mọi người. 5800-2490 Mark in Japan nhá, hàng chuẩn của Nhật Bản nhá. E2035S này anh em nhá. Đó, tem nhãn hiệu Lema này nhá. Đó, lốc mặt tiền là trước đây nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột nặng 12 tháng. Anh em mua sẽ được tặng kèm 3 món đồ theo máy nhá. Buji rũa tiếp bởi buji nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền là trước đây, độ chề chùa ít nha mọi người. Đó, rất là sáng ha. Bô giảm thanh âm thanh vắt ra im ấm nhá. Lắp bình chứa vật liệu đằng trước này là nhớt thải bô trơn lam xích. Lắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, bên phía mã hộp giật này, tem nhãn hiệu mạc vẫn còn nha. Bộ giật này thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn nên nha, chỉ việc kéo nhẹ là nổ, không cần dùng được nhiều nha mọi người. Đó, ông gan tì này nhá, công tắc đây. Đó, có núm bơm xăng này, e tự động nha mọi người. Đó, núm bơm xăng đây. Đó, bên tay phải ha, e tự động cũng vậy luôn nha mọi người. Đó, còn công tắc nằm bên tay trái nhá. Giờ mình sẽ mở bộ phận lọc gió nha anh em xem nha. Đặc biệt là cái đời này thiết kế cho mình cái tay cầm, đó là tay cầm bằng nhôm. Thứ hai đó là bên cạnh nó thiết kế cho mình các cái bộ nhúng này, là bộ nhúng lò xo. Nên là khi anh em sử dụng mình cất vào cây á, mình đè mạnh á, là nó sẽ tạo ra độ nhùng, đỡ bị rung tê tay nha mọi người. Đó, đời này nó cải tiến nha. Như đời 1035 nó không có cái này đâu nha mọi người. Đời này 2035 SE này là nó cải tiến hơn, nó sẽ có nha mọi người. Đó. Mà lọc thiết kế cho anh em là một màng lọc lưới ốp kín tuyệt đối hai mặt này, chống bụi tuyệt đối và bình xăng co đầu nòng nhá. Chế được sử dụng chế quâm rồ nha anh em. Đây, rất là đẹp nha. Anh em thấy chế ha. Từ các con ốc con vít này còn khá là mới nha anh em. Đầu nòng đây nhá, zin nguyên bản nha, chưa có mở ốc vặn ốc gì nha mọi người. Đầu nòng này buji này, đó tất cả là zin nguyên bản, còn khá là mới, khá là đẹp nha anh em nhá. Rồi, giờ em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Shindawa E2035S này ấy, là bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.200.000 đồng. Anh em nào cảm thấy kết cái máy cơ xích này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhá. Shindawa 2035 SE nha mọi người. Đó, giá của em này là 3.200.000 đồng. Anh em nào cảm thấy kết máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.